Xin chào mọi người, đây là DNA Việt Nam tại số 353 nơi Trang Long Bình Thạnh, và tôi là Lợi. Hôm nay Lợi sẽ giới thiệu với cả mọi người một chiếc nắp thùng cao có đèn cho Toyota Hilux. Và cái mẫu nắp thùng này là mẫu nắp thùng cao có đèn. Đèn 3 tầng nha mọi người. Đèn 3 tầng là mẫu độc quyền. Ở bên Lợi đang cung cấp. Đó, đây là chiếc Hilux màu đỏ đời 2021. Thì cũng giống như các cái mẫu nắp thùng khác thôi. Đó, cái phần đằng sau thì sơn cái màu đen. À, màu đen của cái cánh gió và cái khung composite ở đây. Thì cái mẫu nắp thùng này thì rất là mẫu nắp thùng cao thì nó cho chúng ta một cái không gian rất là rộng để chở đồ, và bác chủ thì dùng cái xe này để chở các cái loại phân bón và thuốc trừ sâu để đi giao hàng. Thì các cái thùng đó, nếu mà chúng ta không có một cái không gian lớn thì chúng ta không có chở nhiều, mà nếu mà không có không gian kín á, thì khi mà nước nó vô thì nó bị hư mấy cái thùng cà tông ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hàng hóa chúng ta đi một lượt này. Cái mẫu nắp cao này nó giống các cái mẫu nắp cao khác mà Lợi đã giới thiệu, tuy nhiên nó khác đặc biệt ở cái đèn 3 tầng này. Đó, vẫn là các cái mẫu ti thụt nhập khẩu. Bên trong thì có được bưng bằng cái simili. Đó. Mọi người nhìn lại cái không gian của cái nắp thùng cao Toyota Hilux rất là rộng. Đó, thì cái nắp cao này á, thì nó đi kèm với hai cái chìa khóa. Khi chúng ta mà nhấc qua bên phải này nè, thì cái tay khóa nó cứng luôn, chúng ta không có mở được cái thùng ra nữa. Khi chúng ta nhấc qua bên trái thì chúng ta mở được. Đó, nhẹ hơn lên. Đó, khóa lại cho bác chủ đi. Ok. Rồi.